Dạ vâng, xin chào tất cả quý cô bác và anh chị nha. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì hôm nay em Trường lên clip nó hơi trễ tiếng nha cả nhà. Thì em mới vừa mua được mẫu xe này. Em tấp vào đây em quay clip gửi đến tất cả quý cô bác và anh chị luôn. Vâng, trước màn ảnh nhỏ của quý cô bác và anh chị là mẫu Toyota Innova đời 2016 nha cả nhà. Bản e-trung màu ghi vàng hay gọi là màu vàng cát. Xe này thì trải qua hai đời chủ. Đời chủ đầu tiên là ở Sài Gòn, đời chủ thứ hai là về Dĩ An, Bình Dương. Quý khách hàng nào ở Sài Gòn mua mẫu xe này không bị mất mấy chục triệu tiền phí vào biển nha. Xe cực kỳ ok luôn, rất đẹp. Form dáng thẳng nè, cả nhà nhìn cái cabo của nó nè. Bê sóng đầu ra đó hết nha. Đấy. Mẫu xe này thì hiện tại là tôn thùng vỏ mỏng tưng luôn. Đó, không lỗi lầm nha. Đối với mẫu xe này thì bên em Trường bán có cam kết cho nhà mình là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên zin, ống dàn cò chưa ra luôn. Đó. Cái thứ hai là chính tên cái chủ bên em đó, bao ký bán và rút hồ sơ cho tất cả của cô bác và anh chị nếu có nhu cầu. Và điều đặc biệt nhất đó là chế độ hậu đãi bảo hành bên em, máy móc bên em bảo hành tới 1 năm cho nhà mình luôn nha. Bảo hành máy móc 1 năm bằng văn bản pháp lý giấy tờ cho cả nhà mình luôn. Màu ghi vàng rất là đẹp. Và điều đặc biệt ở bản trung này là vành mâm của xe là vành R15. Vành mâm R15 là thể hiện trên sổ đăng kiểm luôn nha cả nhà. Đó, trên sổ đăng kiểm của nó là vành mâm R15 luôn. Thì cả nhà đã xem kênh em Trường thì cũng quá rành rồi. Cái bản trung này là nó cũng trang bị option, nó cũng giống như con bản đủ luôn. Nó trang bị thứ nhất là hệ thống phanh ABS chống phanh bó cứng cả bốn bánh nè, hệ thống kiểm soát lực thắng, hệ thống kiểm soát lực thắng nè, rồi trang bị hai túi khí an toàn luôn nha. Đấy, nhìn từ phía sau này xe rất là đẹp luôn. Chính tên chính chủ bên em luôn nha. Khách hàng nào mua là có thể ký ủy quyền hoặc Bình Dương là đỡ biển này sử dụng luôn. Đó, màu vàng cát nhìn cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Đó, xe cộ thì bên em Trường buôn bán cam kết không đâm đụng, không ngập nước rồi, nên cả nhà cứ yên tâm giùm em nè. Đó, tôn thùng vỏ là mỏng tưng luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, gân guốc là đâu ra đó hết, không có cái gì coi nè, cả nhà coi gân của nó nè, không có bị đâm đụng biến dạng gì nha. Bên em Trường bán xe là có sao bán gì luôn, cho nên không nói tầm bậy nha. Nếu mà cả nhà đến xem xe mà xem mẫu xe này nè, 2016 bản e-trung màu vàng cát này, nếu có đâm đụng, có ngập nước, máy móc không còn nguyên rin, thì bên em Trường sẵn sàng gửi lại cho nhà mình toàn bộ chi phí đi lại luôn. Bên em Trường bán xe nên cả nhà cứ yên tâm, để được chuẩn tình trạng xe cho cả nhà mình luôn. Không xe nào thì em bán xe đó luôn, chứ không nói tầm bậy tầm bẹ nha. Đó, cả nhà xem nè, đời 2016 rất là cao nha, đăng kiểm tới 1,5 năm luôn cả nhà ơi. Đó, với số tiền mà hơn 300 một xíu thôi. Đó, màu ghi vàng nhìn rất là đẹp luôn. Vành chuẩn mâm là R15, chiếu sáng là hình mắt liếc nè cả nhà thấy không, hỗ trợ từ hệ thống đèn gầm. Đó, đẹp chưa, xe được 6 điểm nha, lọc phát luôn. Đó, thấy chưa, rất tuyệt vời. Vành mâm R15 nha, mâm đời 2016 của nó là mâm phay xước nha cả nhà. Cả nhà xem nè, mâm phay xước nè, không một vết xước luôn, mâm rất là mới. Và cái dòng Innova thì trang bị hai phanh trước là hai phanh đĩa, hai phanh sau là tan bố trống nha. Đó, lớp của nó thì cả bốn lớp còn trên 80% cho cả nhà luôn, cả nhà yên tâm. Gầm bệ thì miễn bàn, xi nhan trên gương nè cả nhà thấy không, xi nhan trên gương, ốp inox sáng trưng. Rồi, tay cửa mẹ chrome. Đó, keo sùng chỉ thì bên em Trường cam kết cho cả nhà mình luôn, không đứt nối nha, nguyên zin. Đó, không đứt nối lên tới 90%. Gai vân tắp bi nè cả nhà xem, miễn bàn. Đó, màn hình Android nha. Xe trang bị hai túi khí nha, một túi khí bên phụ và một túi khí bên vô lăng. Màn hình thì trang bị trên mình màn hình Android 10 inch. Đó, cả nhà có thể lên mạng được nè. Đó, lên mạng nè, đây có thể là định vị chỉ đường đi nè, Việt Map nè, lên xem YouTube đồ đầy đủ hết nha cả nhà. Đó, hũ số zin theo xe. Rồi, đó, cả nhà thấy không, lô bộ ghế màu nâu kem, sàn bọng mới may màu kem luôn, có thêu logo Innova cho cả nhà mình luôn, tuyệt vời. Ốc nách cửa đẹp, không có dấu hiệu tháo lắp ra nha, ốc nách cửa nè cả nhà thấy không. Đó, màu ghi vàng quá tuyệt vời cho mẫu xe này. Keo sùng chỉ thì thôi, miễn bàn. Đó, thấy chưa, nhìn rất là sang trọng nè. Sàn của nó là màu kem nha, bộ ghế là màu nâu da bò. Dòng Innova đã đăng ký tới 8 chỗ ngồi, rất là rộng rãi luôn cả nhà ơi. Phụ tùng dễ mua, dễ kiếm, dễ tìm. Đấy, mua đâu cũng có. Đây là xe quốc dân. Đó, phanh sau nè, phanh sau là tan bố trống nha. Đấy, lớp lép rất là dày luôn. Cả nhà xem nè, không có dấu hiệu mục mọt nha. Đấy, chỉ cua lớp vẫn còn đây nha cả nhà. Đây nè, chỉ cua lớp vẫn còn, có nghĩa là xe này chưa có làm đồng, chưa tác động gì đồng sơn nha. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Mâm của nó nè, cả nhà thấy không, tuyệt vời.
nhìn từ phía sau nè, form dáng con này rất là đẹp luôn. Rất nhiều người thích cái form này nha cả nhà. Đấy, mà số tiền vừa phải thôi. Đối với mẫu Innova này, bên em Trường để cho nhà mình cái giá rất là yêu thương thôi. Chỉ với 318 triệu có bớt lọc lá khi xem xe. Đó, cả nhà thấy chưa? Đẹp không? Màu vàng cát, lâu lâu mới có một chiếc nha cả nhà. Rất là nhiều khách hàng dặn em màu này nhưng mà lâu lâu em mua được thì em mới bán nha. Đó, xe rất đẹp luôn. Rồi, xem xe tại Dĩ An Bình Dương nha cả nhà. Bên em Trường bán là có cửa hàng, cửa hiệu, chứ không phải bán ngoài đường ngồi xá. Tất cả những xe em Trường quay lên kênh là em Trường chịu hoàn toàn trách nhiệm cho cả nhà mình luôn nha. Đó, mâm lớp dày luôn. Cả nhà thấy không? Đó, mâm lớp dày luôn nè. Cả nhà thấy không? Đó, keo sùng chỉ là miễn bạc. Cả nhà thấy không? Đó, keo sùng chỉ là miễn bạc. Rồi, dòng xe quốc dân nè, cho quý anh chị nào mà còn luôn nè. Đó, vùng lạnh là zin theo xe hết nha. Đó, cả nhà xem nè. À, đây gọi là những cái đinh bấm, đây gọi là những cái vân gai của nhà sản xuất nè. Dày cui, tay cửa mẹ gà rôm đầy đủ hết, chén cửa đồ nè. Đây nha cả nhà, bên em Trường bán xe đúng đời nha, không nâng phơm không gì hết nha cả nhà. Đời 2016 nè, chưa? Innova đời 2016. Cả nhà thấy không? Đẹp tuyệt vời hết. Đó. Xe đi thì đi chuẩn 90 ngàn, 9 vạn. Đó, vô lăng trang bị túi khí nha cả nhà. Vô lăng trang bị túi khí nè. Và điều đặc biệt là xe trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện hết luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà xem nè. Hệ thống chỉnh gương chiếu hậu nè. Hệ thống chỉnh gương chiếu hậu nè. Hệ thống chỉnh gương điện nè. Đấy, mọi thứ hoạt động khá là trơn tru. Gương kính tài là gương auto nha. Đó, cả nhà thấy không? Tuyệt vời cho mẫu xe này luôn. Rồi, bây giờ em mời tất cả quý cô bác cùng em đi tham quan về khoang máy của nó nha. Đó, mâm lốp đẹp hết. Cả 4 mâm không một vết xước luôn nha cả nhà. Rồi mời cả nhà xem động cơ. Rồi, em xin mời tất cả quý cô bác cùng em mình tham quan khối động cơ của mẫu xe Innova 2016. Bản kiểm soát là 61K05713. Đối với chiếc xe này bên em Trường cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, nên cửa nhà cứ yên tâm, keo sùng chỉ là miễn bạc. Đó, cái nhà xem nè, tem mát đầy đủ, zin theo nhà sản xuất. Những cái đinh bon của nó rất là thẳng nè, không có dấu hiệu va chạm nha. Đó, cả nhà thấy không? Tuyệt vời chưa? Rồi. Đấy, đinh tán của nhà sản xuất nè, hầu như còn đầy đủ hết nha. Cả nhà, thấy chưa? Tuyệt vời. Đó, thanh dàn phía trước nè, cả nhà thấy không? Rồi. Đây là hệ thống phanh ABS chống phanh bó cứng mà trứ danh làm nên tên tuổi của dòng Innova. Đó, máy móc hiện tại là máy móc đang nổ thị thầm luôn. Cả nhà có nghe không? Đó, chỉ nghe tiếng tiếng cò thôi, không nghe cái gì hết. Hiện tại là máy móc đang nổ luôn nè. Máy móc khô nè, cả nhà thấy không? Em chàng Trường quay cận cảnh luôn. Đối với mẫu xe này rất là riêng luôn. Ốc vàng cò còn chưa ra đây nha, cái núm vàng cò của nó còn nè. Đó, ốc vàng cò này chưa có đặt cờ lơ mở lết gì mở ra nha cả nhà. Rồi. Nhớt nha, em Trường đã thay mới rồi. Em Trường đã thay 5 lít nhớt mới kèm theo 4 cái bu ri mới. Xe này em Trường bảo hành máy móc 1 năm, cả nhà mình về sử dụng. Nếu không, nếu sai đâu em Trường đền ở đó. Và quý khách hàng xem kênh thì nhớ đăng ký kênh giùm em, ấn nút quả chuông ở bên phải màn hình để tiện cập nhật những video clip tiếp theo. Về mẫu xe này, bên em Trường để ở nhà mình cái giá cực kỳ yêu thương thôi, chỉ với 318 triệu đồng có bớt, có thương lượng khi xem xe. Và xe đẹp không lỗi, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên zin, ốc vàng cò chưa ra. Nhân cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những video clip sau nha.